Bọc bìa sách. Bọc bìa là một trong những cách bảo quản sách, truyện thông dụng, dễ dàng và hiệu quả nhất. Cách này không chỉ giúp quyển sách khỏi bị mối mọt, ẩm mốc, tấn công mà còn luôn sạch sẽ vì dễ lau chùi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bìa bọc sách, truyện với nhiều kiểu dáng, chất liệu. Tạo không khí giữa những cuốn sách. Không để sách quá gần nhau trên các kệ. Cách bảo quản sách tốt nhất là cung cấp cho những quyển sách một khoảng cách nhất định để tạo sự thoáng mát, ngăn chặn độ ẩm phát sinh từ những cuốn sách. Chọn giá sách kệ để phù hợp. Chọn giá hay kệ để sách phù hợp không chỉ về kích cỡ, chiều cao mà còn cả về chất liệu. Tốt nhất nên chọn kệ sách làm từ chất liệu gỗ cứng, mối mọt không làm hư hỏng, lại có khả năng hút ẩm tốt. Đặc biệt không nên kê giá sách gần cửa sổ vì đây là vị trí dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nắng mưa, nồm ẩm. Cách chống mối mọt và dán hiệu quả. Nếu kê đường sách của bạn xuất hiện những côn trùng như kiến, dán, mối mọt thì hãy làm theo những cách sau để phòng trừ. Bạn có thể dùng lông não cho vào túi nhỏ đeo trên kệ sách. Mùi của lông não sẽ khiến dán hay côn trùng rảnh xa khỏi kệ sách. Hoặc có thể từ pha dung dịch chống mối mọt như sau. Mua một vài viên lọc não ngâm vào cồn 70 độ, rồi cho một tờ giấy thấm vào dung dịch này 2 đến 3 phút, rồi lấy ra để khô. Kẹp tờ giấy này vào sách truyền sẽ chống được mối mọt làm hại.